Xin chào quý các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây phần camera phía sau của A718, A750. Camera trước thì đây, nó thiết kế dạng mô đun tách rời ra khỏi bảng main. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của A718, A750 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới camera máy ảnh của A750, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99, di động cao cấp .vn có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy A7 218 nói chung và phần camera máy ảnh của A7 218 nói riêng thay mới. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới camera máy ảnh của A7 218, A750 tại di động cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy A7 218 hàng đầu Việt Nam.